Ok, ở đầu video thì tôi xin phép quảng cáo mấy giây nha. Anh em nào chơi Ngọc Rồng Online thì vô cái group của tôi nha anh em. Group của tôi đặt ở dưới phần mô tả của video nha. Ok, thank you anh em. Mời anh em xem video chính nha. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video thì mình xin chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Ok, và hôm nay tôi sẽ làm một cái video là mua 7 cái bông tai liền một lúc luôn nha anh em. Thì chúng ta đến với con nick đầu tiên. Con nick đầu tiên sẽ tên là, với ID là A2 3 bon. Đó, tôi sẽ mua bông tai con này. Vì anh em biết là 1.000 ngọc mình mua bông tai, mà cái bông tai này bông tai free nha anh em. Bởi vì tôi đã phải đánh quái vậy, như là phải lửa năm mới được 1.000 ngọc nha. Cái này là thật nha. Bây giờ thời khắc quan trọng nhất, tôi sẽ mua con bông tai của thằng Uron này. Hành động là 1k ngọc mua. Ok, đã mua thành công rồi nha. Hợp thể của gái cho đẹp trai em nè. Rồi. Thì như anh em đã biết ấy, thì cái sự kiện này, cái sự kiện trung thu đã qua từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới làm video, bởi vì tôi lười anh em ạ. Ok, sau khi mua con bông tai xong thì tôi quyết định qua con nick tiếp theo tôi mua nha anh em. Ok, và sang con nick tiếp theo nha anh em. Con nick này có ID là Dream Cruise. Thì là kéo đe cho con nick này một cái là nó có 999 ngọc, nó thiếu một ngọc. Thế nên là tôi phải dùng bung. Tôi giao dịch một cầu hồng qua bên nick này thì nó mới đủ 1k ngọc nha anh em. Đây, anh em xem tôi giao dịch này, ngọc, hồng ngọc nha. Xong là giao dịch nè. Mình giao dịch xong mình sẽ vứt ra đất và mình nhặt lại sẽ được một gầu hồng nha anh em. Cái này là mình phải biết cách bung thì mình mới làm được nha. Nếu mà anh em là muốn tôi làm video về cách bung gầu hồng này thì tôi sẽ làm nha. Nhưng mà cái này là bung là khả năng là AD feed đấy, nên là tôi sẽ video này nó được nhiều like tí thì tôi sẽ chỉ anh em nha. Bây giờ tôi chuyển bỏ ra đất này, bỏ ra đất đó, xong mình nhặt lại nó sẽ là được một gầu hồng, một căn gầu hồng rồi. Vậy thì mình sẽ đi mua bông tai thôi. Ok, đi đến thằng Uron, mua luôn từ thằng Uron nha, đỡ phải đi siêu thị làm gì. Hàng độc, cái này là hàng độc này. Porata 1k ngọc mua. Chúc mừng bạn đã mua thành công bông tai Porata. Hợp tệ thôi, hợp tệ rồi. Đó. Tiếp theo là mình qua con nick thứ 3 nha anh em. Con nick này mua xong rồi. Ok, tôi biến ra nick thứ 3 này. Ôi sang nick thứ 3 nha. Con nick thứ 3 này với con ID game là Rin Rồng S2. Thì hôm nay con Rin Rồng S2 nó sẽ có bông tai rồi. Sau những tháng ngày đi dương 11 và đánh quái nhận 2 ngọc thì nó đã đủ 1k ngọc rồi nha. Chỉ cần mình ấn mua thôi. Hàng độc Borata nè, 1k ngọc. Bây giờ mình thử ấn vào cái mua nhiều, mình chọn số lượng là 1 đây. Mua nhiều nè, mình nhập số lượng là 1 nè. Ok, mua thành công Borata xong. Ok, mình hợp thể luôn, nó đẹp trai nha anh em. Cái lick này không có buông tay nhưng mà vẫn win được dương 11 nha anh em. Quá đẳng cấp. Ok, bây giờ mình sẽ qua con nick thứ 4 nha anh em. Con nick này mua xong rồi, mình off boy. Ôi trời ơi, bịp thật đấy. Tôi mới mua buông tay lúc sáng, thế là hồi chiều AD ra sự kiện Black Friday và tối là giảm giá bông tai cũng có 900 ngọc. Ôi giời, thế là tôi quyết định là mua hết ở bên thằng Santa nha anh em. Đấy, ấn nó Black Sale này. Đó, nó có giảm giá bông tai cũng là 899 này. Thế là tôi bú vội luôn. Cái này tôi phải mua nhanh nha, nó chỉ trong tầm 9 giờ đến 10 giờ là hết rồi. Ok, và tôi sang con nick thứ 5 nha. Con nick vừa lấy là con nick thứ 4. Thì con nick thứ 5 này tôi cũng cứ bay đến chỗ Santa và tôi bú rồi. Nó có 899 ngọc, rẻ, ngon. Ok, cửa hàng này, flash sale, đồng ý. Bông tai Porata 899, mua thành công bông tai Porata. Hấp thể luôn. Mà tôi đánh giá qua cái sự kiện Black Friday này thì tôi cảm thấy là nó không dành cho mấy anh em chơi rồi. Cái sự kiện này để tiêu ngọc cộng tiêu vàng, vàng ở trên vòng quay tượng đế thì nó cũng, sự kiện này nó cũng qua rồi nên là tôi cũng chả review được. Nên là tôi qua con nick tiếp theo nha anh em. Ok, tôi sẽ bày qua mua như tất cả con nick khác. Mua Santa
thì là tôi mua mấy Porata này để đi Win Dương 11 nó nhanh anh em ạ. Chứ bình thường là tôi đi ở tôi toàn phải vào tôi hợp thể bằng tay thôi, là nó rất là lâu. Thế mẹ có bông tay thì tôi sẽ không phải vào hợp thể nữa. Rất là ok. Sang con nick thứ mấy là tôi cũng chả biết nữa. Nhưng con này con nick cuối cùng hay sao ấy. Con nick 7 hay sao ấy. Con này với ID là S9 Hit 9S. Con nick này tôi mua từ năm 2018 hay 2019 gì đấy. 35 rồi. Theo 35 rồi. Tôi nhớ rõ tài khoản của nó luôn. Ok. Flashell. Lúc con nick này là hết rồi nha anh em. Thì là con video của tôi cũng đến đây khá là dài rồi. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Tay anh với ra, dù hai ta đứng xa, anh đã đưa đôi tay mình cho em, còn dìu bước em qua trong ai.